Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ tiếp tục cập nhật thông tin về cẩu Gò Công cả nhà. Và xin cảm ơn 15.000 người đã ủng hộ đăng ký kênh của Xuân Mỹ từ ngày Xuân Mỹ mở kênh truyền thông đến nay. Hôm nay thì là kênh đã cán mốc 15.000 người đăng ký và hơn 4 triệu rưỡi lượt view. Sau khi đã trừ hàng mấy chục ngàn lượt view ở những cái video âm nhạc năm ngoái mà Xuân Mỹ đã xóa. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Như thường lệ thì Xuân Mỹ sẽ vào cập nhật trang kênh Hồ Văn Cường Official. Đây cả nhà, 142.000 người đăng ký Hồ Văn Cường Official, viết in đầy đủ dấu nha cả nhà. Và kênh hôm nay thì như thế nào? Mọi người chờ Xuân Mỹ chút xíu nha. Đây, những bài hát hôm qua thì Cường tung ra một cái playlist gồm có 6 bài: Buồn Con Sáo Sậu, Nửa Đêm Ngoài Phố, Căng Giấc Ngủ Đầu Nôi, Cổng Mẹ, Nhớ Nhà và bài gì nữa nè, Một Lần Gian Dở. Đây, cho tới hôm nay thì được 15.000 lượt xem. Nhưng mà chúng ta nghe playlist này xong thì chúng ta nhớ là chúng ta vào đây, cả nhà đợi Xuân Mỹ chút xíu nha. Chúng ta vào chúng ta nghe lại những cái bài như Thương Về Miền Đất Lạnh, 34.000 lượt xem rồi nè. Rồi Buồn Con Sáo Sậu, Cổng Mẹ, Đà Lạt Hoàng Hôn, Khúc Hát Ân Tình, Vầng Trăng Cô Đơn. Trong đó nói về cái bài Khúc Hát Ân Tình thì Xuân Mỹ xin chia sẻ với quý khán giả, nhạc sĩ Xuân Tiên, người sáng tác nên bài hát Khúc Hát Ân Tình, đã từ giã cõi đời ngày hôm qua. Và bài Vầng Trăng Cô Đơn cả nhà ơi, 928.000 lượt rồi, còn có 72.000 lượt nữa thì sẽ đạt triệu view. Cả nhà cố gắng cài Vầng Trăng Cô Đơn ha. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà nhạc sĩ Xuân Tiên một chút xíu. Cả nhà đợi Xuân Mỹ nha, đang truy cập trang Công Tâm nhạc sĩ Xuân Tiên. Tại vì là ổng sống ở bên Úc. Cả nhà đợi Xuân Mỹ nha, để mình vào bằng di động. Máy tính tự nhiên mở không được. Mấy trang web này là không có mở được cả nhà. Đây, Xuân Mỹ trở lại cái trang kênh Hồ Văn Cường Official cái đi nha. Đây, nhạc sĩ Xuân Tiên vừa qua đời sáng ngày 2 tháng 6 tại Úc, hưởng thọ 103 tuổi. Wow, để lại nhiều ca khúc nổi tiếng như Khúc Hát Ân Tình, Cùng Một Mái Nhà, Hận Đồ Bàn.
hình ảnh chân dung bức họa của nhạc sĩ Xuân Tiên nè cả nhà. Nhạc sĩ Xuân Tiên có họ tên đầy đủ là Phạm Xuân Tiên, sinh ngày 28 tháng 1 1921 tại Hà Nội. Nhạc sĩ Xuân Tiên là con út trong gia đình có 6 anh em. Nhạc sĩ Xuân Tiên có người anh kế cũng tham gia sáng tạo nghệ thuật là nhạc sĩ Xuân Lôi, sinh năm 1917, mất 2006. Nhạc sĩ Xuân Tiên cưới người phụ nữ cùng tuổi là Hoàng Thị Hương vào năm 1940, họ sống bên nhau hạnh phúc hơn 8 thập niên. Wow, họ rất là họ hạnh phúc ha cả nhà. Với 8 đứa con chung, bà Hoàng Thị Hương qua đời ngày 18 tháng 6, 2021. Công việc chính của nhạc sĩ Xuân Tiên là chơi nhạc và điệm đàn cho sân khấu, nên ông không viết nhiều ca khúc. Từ bài hát đầu tiên Chờ Một Kiếp Mai, viết chung với nhạc sĩ Ngọc Bích vào năm 1953, đến khi qua đời, nhạc sĩ Xuân Tiên chỉ có khoảng 20 ca khúc. Tuy nhiên, điều đặc biệt là hầu hết các ca khúc của nhạc sĩ Xuân Tiên đều khai thác chất liệu âm nhạc dân tộc và có sức lâu bền. Thì cả nhà thấy ha, cái bài khúc hát Ân Tình thì cả nhà thấy nó đậm chất dân ca Bắc Bộ. Nhạc sĩ Xuân Tiên từng thổ lộ: tôi thích những âm hưởng lạc quan yêu đời, tôi yêu những lời hát ca ngợi quê hương dân tộc, tôi cũng có làm những loại nhạc tình yêu lứa đôi và nhạc buồn nhưng không có sầu thương ủy mị quá, có buồn nhưng cũng chỉ là chớm buồn chút thôi. Trong ca khúc của nhạc sĩ Xuân Tiên có thể tìm thấy âm hưởng dân ca Huế qua tiếng hát trong sương, âm hưởng dân ca Nam Bộ cùng một mái nhà, âm hưởng dân ca Chàm qua Hận Đồ Bàn và âm hưởng dân ca Bắc Bộ qua khúc hát Ân Tình. Cả nhà thấy cậu Út Gò Công thể hiện bài khúc hát Ân Tình rất là xuất sắc ha. Người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông, sông dài tìm đến nơi này. Đó cả nhà. Khúc hát Ân Tình còn có tên khác là Duyên Bắc Tình Nam. Đúng rồi, hồi xưa cả nhà, Xuân Mỹ biết đến cái bài này là nó có cái tựa là Duyên Bắc Tình Nam. Rồi là đó là một trong những sáng tác quen thuộc nhất của nhạc sĩ Xuân Tiên. Tính đến nay thì bài hát đã qua 70 năm sau Hiệp định Geneva. Nhạc sĩ Xuân Tiên đã chứng kiến dòng người di cư và ông cũng mong muốn cộng đồng có được sự gắn bó yêu thương và đã soạn nhạc và nhờ nhạc sĩ Song Hương viết lời ca khúc khúc hát Ân Tình. Đó. Người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông, sông dài tìm đến phương này. Đó. Đây là dòng người di cư từ sau năm 54 đó cả nhà. Dòng người di cư từ Bắc vào Nam đó thì nó mới có cái sự ra đời của bài hát khúc hát Ân Tình. Và đã Hồ Văn Cường đã trình bày bài hát này rất cái thành công ở show diễn live show Tình Phụ Tử ở nhà hát Âu Cơ vào ngày 3 tháng 12 năm ngoái. Và rất mong là mọi người ủng hộ ha, ủng hộ con đây nè. Bây giờ hôm nay là 684.000 lượt view và mong là mọi người hãy đẩy view cho bài Vầng Trăng Cô Đơn lên 1 triệu view làm quà cho Cường đi cả nhà. Playlist là Cường tạo điều kiện thuận lợi cho fan muốn nghe cùng một loạt 6 bài hát. Đó, nhưng mà playlist này nghe thì thỏa mãn cái sự yêu thích của chúng ta thôi, nhưng mà với từng bài hát thì chúng ta phải cài view riêng từng bài hát để nó lên triệu view của từng bài hát. Và bài Vầng Trăng Cô Đơn là bài gần nhất để lên 1 triệu view, còn có 72.000 lượt nữa thôi cả nhà. Cả nhà hãy gán ha. Và tới bài khúc hát Ân Tình. Như vậy là chúng ta nói lời vĩnh biệt với nhạc sĩ Xuân Tiên và còn mãi với khúc hát Ân Tình, idol của chúng ta hát trên kênh Hồ Văn Cường Official. Mong mọi người hãy tiếp tục cài view ha. Rồi, tin tiếp theo sẽ được chuyển sang trang Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen thì cũng vừa mới đăng cái thông tin một phiên tòa giả định gây cấn sắp diễn ra tại Đại học Hoa Sen. Đây là một cái hoạt động thực tế nữa nè, để tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội cọ sát nè. Dành cho những bạn sinh viên và học sinh muốn tìm hiểu về ngành luật, để giúp các bạn sinh viên trải nghiệm về nghề nghiệp, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên nghiên cứu thực hành kiến thức lý luận khoa học xã hội. Luật tổ chức phiên tòa giả định với sự góp mặt của các bạn sinh viên ngành luật đóng vai diễn. Phiên tòa giả định được thực hiện với diễn biến quá trình xét xử như một cuộc xét xử tại tòa án, bao gồm đủ các thành phần nè. Hội đồng xét xử do các sinh viên đang theo học chương trình đào tạo cử nhân luật tái hiện như một phiên tòa thật.
Đây sẽ là một sân chơi bổ ích và thiết thực để cho các bạn sinh viên ngành luật trong và ngoài trường Đại học Hoa Sen có thể học hỏi lẫn nhau và nhằm góp phần xây dựng, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, thúc đẩy phát triển xã hội. Phiên tòa mở cửa tự do, các bạn có thể đến tham dự vào Chủ nhật ngày 4 tháng 6, 2 giờ chiều mai ở cả nhà. Và đây, các bạn đóng vai thẩm phán, hội đồng xét xử đây, đóng vai viện kiểm sát nè, đóng vai hội đồng xét xử. Phiên tòa giả định này sẽ diễn ra tại hội trường 903 trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành, quận 1. Các bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh cũng có thể đến đây theo dõi. Đó, 14 giờ chiều mai ha. Còn chiều hôm nay, thông tin cho mọi người là chiều hôm nay, đây, cái hình ảnh của sân khấu lễ hội mùa hè sẽ diễn ra vào chiều hôm nay, bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều nay cho đến là 9 giờ tối. Và sân khấu đã được hoàn thiện hoành tráng nè. Đây cả nhà. Lễ hội sắc màu mùa hè, nó cái lễ hội sắc màu mùa hè của Đại học Hoa Sen, các bạn sinh viên, học sinh có thể đến đây ở cơ sở Quang Trung ha cả nhà. Đó, chiều nay nha, chiều nay là 2 giờ là bắt đầu diễn ra cơ sở Quang Trung trường Đại học Hoa Sen nè. Cái này là gần gần nhà của cụ Gò Công đó nè cả nhà. Thời gian 14 giờ đến 21 giờ ngày 3 tháng 6 là chiều nay nha cả nhà, cơ sở Quang Trung đó. Mời mọi người đến tham quan tham gia ha, vui nhộn lắm luôn, các bạn ấy chuẩn bị màu nhiều lắm. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển sang trang Hồ Văn Cường Fan Club với cái những cái hình ảnh mà yêu thương đây nè, những chiếc video nè, tự nhiên nhớ con quá trời đó, các bà các mẹ nói như vậy đó. Hình như đây là chị Vân Sâm ngồi nói chuyện với Cường hay gì cả nhà. Xem lại những chiếc video cũ khi Cường ở trên show Đà Lạt ở mấy riêng show năm ngoái đó. Ngồi trên chiếc võng, lúc này ổng còn ốm hơn bây giờ nữa cả nhà. Hôm qua thì Xuân Mỹ cho cả nhà xem cái tấm hình mà ổng ký tên cho, ổng cho chữ ký Xuân Mỹ đứng chờ đó. Một chị trong fan club chụp đó cả nhà. Thì cái gương mặt đầy đặn hơn ha, cái gương mặt này thì còn xương xương, còn gầy. Đây, một cô ở trong fan club đem đồ ăn ra ăn. Rồi ổng đồng đưa trên chiếc võng kìa. Chiếc giống đông đưa âu ơ, trong giấc chưa hè mẹ ngồi. Rồi đây, đi tham quan thác, thảnh thơi luôn. Đây nè, cái đôi dép huyền thoại ha cả nhà. Đó, ổng thích những cái đôi dép bánh mì như vậy, mang rất là thoải mái, đi cùng fan. Đó, ngắm thác. Lúc này thì Cường show này là Cường dẫn ba mẹ và cháu đi luôn, hai đứa cháu luôn. Rồi đây, lúc này ở trong cái chỗ Cường ôm Hồng Phước Đặng cưng không đó, ôm cái Hồng Phước Đặng rất là cực nha cả nhà. Ở show Cần Thơ ha, là đi lo vé rồi lo xe cộ cho đoàn, đi xuống căn nhà màu tím tham quan, dẫn đoàn tham quan rồi xong rồi vô show, rồi điều hành chụp hình chụp đồ cho Cường. Sự để có những cái chuyến đi thành công của fan thì phải kể đến những cái người mà thành viên của ban tổ chức gì nè, chịu trách nhiệm. Rồi tiếp theo một chiếc video nữa, đây chụp hình cùng các fan á. Hình cùng fan đó, đây lúc mà đi ra ngoài này ốm hơn bây giờ, này cũng còn ốm bây giờ thì đỡ đỡ rồi, đỡ chứ cũng chưa mập nha cả nhà. Năm ngoái hồi cuối năm 2021 Cường
Rồi đầu thì cuối 21, đầu 22 chứ. Đầu 22 trước sinh nhật, trước show diễn tháng 3 ở ngoài Hà Nội thì Cường bị Covid cho nên là cái phổi của Cường cũng hơi yếu ha cả nhà. Cho nên là Cường thường mặc những cái áo dài tay mà len, cái này là cô tông, những cái áo thun cô tông như dạng này. Dài tay luôn để cho nó ấm phổi đó cả nhà. Đó, đi cùng fan thấy cưng quá à. Hình ảnh trìu mến thương yêu của các chị, các bà, các mẹ ở show Đà Lạt năm ngoái, một năm rồi đó, hơn rồi đó, đã qua rồi đó. Nhìn lại những hình ảnh bây giờ thì mặt đầy đặn hơn chút ha, tóc thì để xỏa xỏa nó dài hơn. Mẹ Cường nè, lần này thì có ba mẹ đi chung nữa, thương ghê luôn. Show Cần Thơ thì ba mẹ Cường không có về. Đi cùng fan nắm tay rồi thấy cưng không? Sau khi diễn ở mấy riêng show Đà Lạt năm ngoái rồi Cường và gia đình đi chơi, chơi thêm một ngày nữa mới về. Các chị fan trong đoàn, chị Thùy Dương này là chủ khách sạn Ngọc Trai Vàng ở ở Đà Lạt đó cả nhà. Rồi chị đăng lại nè, tự nhiên cô thấy nhớ con đó, dễ thương quá luôn. Rồi ha, tiếp coi còn cái video nào nữa không. Rồi hết rồi, trở lại cái video ban đầu. À, bên May thì như Xuân Mỹ nói ha cả nhà là nhìn ra rồi, chị Vân Sâm. À, bây giờ Xuân Mỹ qua May Lang Thang. May Lang Thang thì nè, show Đà Lạt tháng 6 rồi tháng 7 đó, tháng 8 ha. À, Cần Thơ, Đà Nẵng, ở Sài Gòn đó, chưa có show Hà Nội của Cường nha. Nhưng mà Xuân Mỹ nghĩ thì chắc trong tháng 7 thôi, khi nào mà có poster và lịch thì Xuân Mỹ sẽ thông tin cho cả nhà nghe. Đó là bây giờ thì Xuân Mỹ trở lại trang Hồ Văn Cường để Xuân Mỹ xem coi còn thông tin gì Xuân Mỹ sẽ đọc cho cả nhà nghe ha. Các bạn FC miền Nam cũng đã công bố tổng chi ở quỹ FC miền Nam lo cho show hôm bữa show 28 tháng 5 là 33 triệu 510 ngàn ha cả nhà. Những ai có liên quan thì vào group fan club theo dõi ha. Xuân Mỹ thì đây các cái chị fan cũng đăng lại những hình ảnh của Cường. Ai làm rồi, đây Xuân Mỹ đọc cho cả nhà nghe một bài của chị Phạm Thu Hồng ha. À, bài thơ viết về Cường. Đây. Thương con. Tôi thương con không kể trời đông giá, không kể mưa phùn nắng hạ tuyết rơi, trời cao xanh theo mây gió lả lơi, khi vận hạn nắng gắng đỡ lời con hát. 20 tuổi như vỏ mầm tách hạt, yếu ớt phong sương quặn thắt vai gầy, từng bước chân đi vững chãi trên mây, đem tiếng hát cho tháng ngày xanh mãi. Tôi thương con không sợ gì ngang trái, không đắn đo được mất lỗ lời. Tuổi 20 như cây mới đâm chồi, hãy đứng thẳng người đang mong đợi. Người người đang mong đợi một giọng hát mang yêu thương dịu vời, xóa đi bao mệt mỏi ưu phiền. Ai đem so tiếng hát với đồng tiền mà thay trắng đổi đen thành cạm bẫy. Có vấp ngã con ơi đứng dậy, trời sinh con đem tiếng hát dâng đời, thì con ơi tất cả họ là người cần tha thứ vì mình là quân tử. À, thật sự mà nói thì Cường không có chấp nhất gì cái bọn tiểu nhân đâu nghe cả nhà. Cậu ấy im lặng cho qua, nếu mà cậu ấy chấp nhất thì chắc là một số đứa nó đã sổ khám rồi ha cả nhà. Nhưng mà này Cường im lặng đi qua cho qua hết tất cả đó. Rồi
đó là thơ ha. Rồi mọi người cũng dẫn cái playlist, playlist buồn con sáo sậu, nửa đêm ngoài phố giấc ngủ đầu nôi, cổng mẹ nhớ nhà một lần dang dở. Mình vào playlist này mình nghe là nó thỏa mãn cái cơn ghiền của mình, nghe cùng lúc 6 bài. Nhưng mà như Xuân Mỹ nói là cả nhà nhớ ra nghe từng bài để nâng nó lên triệu view, nhất là cái bài Vầng Trăng Cô Đơn ha. Rồi đây là một khán giả của nè, một khán giả ở tại Sô Mai Cần Thơ nói về Hồ Văn Cường. Đây Xuân Mỹ cho cả nhà nghe ha. Đó cũng là rồi cái tấm ảnh này thì là Xuân Mỹ có đưa cho cả nhà xem đó. Rồi một bạn này bạn viết về cái thần tượng là gì, thần tượng của tôi là ai, thì cũng cũng khá là sâu sắc. Bây giờ thì Xuân Mỹ đọc cái bài này nha. Cái cô này là cổ có biệt danh là Mai Ù nè. Cái bạn mà sắp xếp cái trật tự cho farm chụp hình cùng Cường nè. Thần tượng là gì, thần tượng của tôi, thần tượng chỉ nghe thôi là đã có thể cảm nhận được khoảng cách của bạn và người ấy cách xa đến nhường nào. Thậm chí dù có cơ hội đứng trước mặt thần tượng, bạn cũng phải kiềm chế bản thân không được tiến lên một bước. Chỉ cần lặng im đứng đó nhìn người ấy tỏa sáng thôi là đã một niềm hạnh phúc. Hâm mộ thần tượng không hẳn là xấu, bởi bạn có thể trải qua những giây phút điên cuồng mà bạn vốn tưởng rằng mình chẳng bao giờ có được. Bạn có thể gặp được nhiều người bạn hơn, đặc biệt đặt chân đến nhiều nơi hơn, và đặc biệt là bạn có thể trải nghiệm cảm giác khi đang quay cuồng trong u ám. Chỉ cần nhìn thấy người ấy bỗng bất giác mỉm cười không cần lý do. Ý nghĩa của thần tượng là ở chỗ khi vô tình nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra một người vốn không thuộc về bạn, không hề liên quan tới bạn, lại cùng đồng hành suốt quãng đường trưởng thành lâu đến mức vượt qua những người bạn thân của bạn, vượt qua cả mối tình đầu đã tan theo gió, cùng bạn minh chứng một đoạn thời gian không bao giờ quay trở lại nữa. Nếu một ngày bạn không còn theo dõi những tin tức về người ấy, cũng không còn ngày post đủ thứ lên Facebook, Zalo và cũng không chú ý từng thông tin về người ấy, nếu cảm thấy giữa bạn và người ấy càng ngày càng xa nhưng mỗi lần nhìn thấy người ấy mỉm cười, bạn vẫn vô thức cười theo, vẫn hàng ngày nhớ tên người ấy trong im lặng, có người nói xấu người ấy bạn sẽ nổi giận, thỉnh thoảng đem về lại ngắm người ấy hay nghe những ca khúc của người ấy, thì bạn hãy nhớ một điều, không phải bạn đã hết thương người ấy, mà chỉ là yêu thương đã đi vào trong tim, đấy gọi là yêu thương. Rất tự hào khi nói với mọi người rằng thần tượng của tôi là em ấy, mãi thương Hồ Văn Cường, nhớ em. Status đã cũ, viết lại lần thứ 5 rồi nhưng mà cảm xúc vẫn nguyên dạng. Đúng rồi, chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn thôi cũng đủ để nói lên những cái điều mà này, cả nhà thấy đây hình ảnh của show diễn bạn ấy đăng. Xuân Mỹ xin chia sẻ thêm là đúng là khi mà mình yêu thương một ai đó đó cả nhà, chỉ cần từ xa ngắm, biết người ấy bình an, biết người ấy an yên, vui vẻ thì chúng ta cũng đủ vui rồi. Cho nên là đâu nhất thiết phải đi show, phải tiếp cận, phải lại ôm ấp, phải đứng cạnh chụp hình thì mới thỏa mãn cái niềm yêu thương idol. Mà mình ở nhà, chưa bao giờ có những fan chưa bao giờ chạm tay Cường, bắt tay Cường, chưa bao giờ có những fan chưa bao giờ đi show của Cường, nhưng cái tình yêu thương đó mãi mãi đông đầy. Giống như bà ngoại chính ở Texas, chưa một lần về Việt Nam gặp Cường, mà sức khỏe thì bây giờ thì không biết khi nào về, nhưng mà tình yêu thương của bà thì gửi về cho Cường hết sức là mãnh liệt. Ăn ngủ ngày cũng như đêm cài view rồi viết những lời tâm tình, và hãy nghe Cường hát thì nước mắt tuôn rơi. Như vậy đó, tình yêu thương là như vậy đó. Idol của mình bất kể ở đâu cũng nói lời tốt đẹp đến idol và mong idol. Và bà ngoại chính cũng sẵn sàng giảm tuổi thọ của mình 5 tuổi để dành sự bình an khỏe mạnh cho Cường. Đó, yêu thương là như vậy đó. Vì những cái lẽ gì trong cuộc sống chúng ta không song hành, sánh bước cùng idol theo những chiếc show diễn ở khắp mọi miền, thì chúng ta ngồi lại nhà, chúng ta giải quyết những việc cá nhân, việc gia đình, chúng ta lo cho cuộc sống chúng ta, nhưng chúng ta dõi theo idol của mình từ trái tim thì cũng được. Không hà cớ gì chúng ta phải
gào lên rằng tôi không đi nữa, hay chúng ta gào lên rằng chúng ta sẽ bỏ thế này, chúng ta sẽ thế kia, nó chẳng có ý nghĩa gì hết, bởi vì yêu thương là ở trong tim của mỗi người nha cả nhà. Rồi đó là thông tin mà Xuân Mỹ chia sẻ về Cường. Bây giờ thì Xuân Mỹ chuyển sang thông tin về trật tự xã hội. Về trật tự xã hội thì có một cái tin ở tại Cần Thơ chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng, cán bộ ngân hàng thì vướng vào tiền ảo. Tin được xảy ra được đăng trên báo Người Lao Động. Ngày 2 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Nhật Nguyên, 30 tuổi. Còn rất trẻ đó cả nhà, thấy không? Cán bộ quản lý khách hàng phòng giao dịch Thốt Nốt của một ngân hàng chi nhánh Tây Đô để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây chân dung của đối tượng, đẹp trai ngời ngời luôn cả nhà, thấy không? Sáng láng luôn. Theo điều tra, từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2022, Nguyên tham gia chơi tiền ảo và thua khoảng 1,7 tỷ đồng. Trong quá trình làm hồ sơ và theo dõi hồ sơ vay của khách hàng M và E cùng Thốt Nốt, Nguyên nhận thấy hai khách hàng này có hạn mức lớn, nhưng hời hợt trong việc ký các loại giấy tờ, hầu như là ký mà không đọc lại. Vì thế, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để trả nợ và có tiền chơi tiền ảo. Ngày 31 tháng 3, khi nhận được đề nghị giải ngân số tiền 1 tỷ từ tài khoản của bà M, mục đích thanh toán tiền mua lúa, Nguyên đã làm hồ sơ giải ngân gồm bản kê, văn bản xác nhận người thụ hưởng, giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi nhánh và đánh tên người bán lúa là bà D kèm số tài khoản và số giải ngân 1 tỷ đồng. Làm xong hồ sơ, Nguyên thông báo để bà M ra ký. Do tin tưởng Nguyên nên bà M ký và không đọc lại. Sau khi khách hàng ký xong, Nguyên trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân vào tài khoản khách hàng và bà D. Trước đó, Nguyên đã liên hệ bà D nhờ nhận tiền giùm. Sau khi nhận, bà D đã chuyển lại cho Nguyên. Cùng thủ đoạn trên, Nguyên chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng mua lúa của bà E. Đối tượng này biết bà E ký tên hay xem trang đầu tiên nên đã làm một giấy chứng nhận nợ đúng như khách hàng yêu cầu, để trên cùng các tài liệu khống Nguyên để phía dưới và đánh thêm tên bà Dê để nhận số tiền 2,5 tỷ đồng. Đến nay thì cơ quan công an xác định Nguyên đã chiếm đoạt số tiền 5,5 tỷ đồng của bà M và bà E, số tiền chiếm đoạt Nguyên trả nợ tiền ảo và thua sạch. Cả nhà thấy không? 5,5 tỷ đồng đổ vào tiền ảo. Tiền ảo là tiền người ta theo cái thuật ngữ là tiền điện tử, tiền kỹ thuật số được đào trên máy tính, nhưng mà tiền thật thì bỏ vô mua, phải lấy tiền thật bỏ vô mua, và Nguyên đã vướng vòng lao lý vì cái hành vi của mình đó. Trong xã hội không thể nào tin ai cả thanh nhà, thấy không? Ký tên những cái văn bản trên ngân hàng phải đọc kỹ ha. 5,5 tỷ đồng cả một đời, cả một đời luôn đó cả nhà, cả một đời lao lao động cực lực mới tích góp được, nhưng mà đem nướng trong vòng chỉ có mấy tháng thôi. Rồi đó là thông tin trật tự xã hội. Bây giờ trở lại kênh của Cường thì Xuân Mỹ mong mọi người hãy tiếp tục nghe nhạc cà view ha, nghe playlist với cái tựa đề Buồn Con Sáo Sậu trên kênh Hồ Văn Cường Official, nhưng mà cũng nhớ là cài view cho bài Vầng Trăng Cô Đơn lên 1 triệu view ha. Và xin chia say goodbye nhạc sĩ Xuân Tiên, người sáng tác bài khúc hát Ân Tình và Út Dân Ca thể hiện rất là hay ở show 3 tháng 12, live show Tình Phụ Tử. Rồi, video Xuân Mỹ đến đây là kết thúc. Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh và bấm đăng ký kênh, vẫn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Like thì không mất tiền, chỉ mất thời gian cho ngón tay cái, và nó giúp cho Xuân Mỹ tăng tương tác giữa mình với khán giả và tạo động lực cho Xuân Mỹ ra những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.